Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hiện vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri dự đoán chính xác 100%, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, nghênh đón thần tài, gánh lộc về nhà, tiền đếm mỏi tay, đổi đời cực giàu, đúng tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Hoan hỷ chào mừng quý cô bác anh chị đã đến và đồng hành cùng với kênh Minh Đường Tử Vi trong chương trình Tử Vi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, may mắn và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, nếu ai hỏi tôi rằng điều gì khiến tôi rơi vào bế tắc nhất, khó khăn nhất thì đó chính là những chuyện liên quan tới tiền bạc, quý vị thấy có đúng không ạ? Nhất là chuyện nợ nần, tiền bạc đã khiến cho người ta khổ sở, vất vả bao năm, thức trắng bao đêm mới lo toan trả hết được nợ, thậm chí hiện tại vẫn còn đang nợ ngập đầu, mà chưa biết ngày nào mới trả hết được. Thế nhưng cuộc sống này vốn dĩ được hình thành từ đây, đầy rẫy những chông gai, thác gành, ta hãy học cách để mỉm cười và vượt qua những chặng đường khó khăn này. Chỉ cần ta không bỏ cuộc vượt qua khó khăn thì sẽ chiến thắng số phận nghiệt ngã và làm chủ được cuộc đời của mình. Và trong chuyên mục tử vi của 12 con giáp ngày hôm nay, ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý vị về vận trình tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, gặp được rất nhiều may mắn, sự nghiệp sẽ vô cùng hanh thông, tài lộc dồi dào, đổi vận đổi đời, giàu nhanh như chớp trong tháng 4 âm lịch. Phải nói rằng từ đầu năm cho đến giờ, người tuổi Đinh Mùi nghèo khổ, đen đủi, vận hạn có thừa, những tưởng họ sẽ rơi vào bế tắc, bó tay trước số phận nghèo khổ suốt cả đời. Vậy mà trong tháng 4 âm lịch tới, các sao Phúc Tinh, Lộc Tinh bất ngờ thay đổi vị trí, chiếu thẳng mệnh con giáp tuổi này, khiến cho tiền bạc lũ lượt tự nhiên kéo đến, may mắn bất ngờ liên tiếp, khiến cho họ choáng váng, thêm quý nhân thần tài chỉ nối đưa đường, phù trợ cho họ trở nên thông tuệ, nhanh nhạy hơn với cuộc sống. Các sao Hung Tinh bất ngờ dịch chuyển, làm cho mọi khó khăn, vướng mắc tự nhiên biến mất đâu hết. Mọi sự hanh thông thuận lợi phi thường trong tháng 4 âm lịch này, họ sẽ giàu nhanh chóng mặt và trả sạch nợ ẩn, mua được nhà, sắm xe, giàu nứt đố đổ vách, khiến cho không ít người ghen tị đỏ mắt. Vậy thì vận trình cụ thể của người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong tháng 4 âm lịch này sẽ diễn ra như thế nào? Và làm sao để quý vị có thể nắm bắt được những cơ hội đổi đời hiếm có này? Thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những luận giải chi tiết của video ngày hôm nay. Tử vi dự đoán chính xác 100%, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, nghênh đón thần tài, gánh lộc về nhà, tiền đếm mỏi tay, đổi đời cực giàu, đúng tháng 4 âm lịch. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi tháng 4 âm của cô bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý cô bác điểm nhanh qua tính cách người tuổi Đinh Mùi có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Người sinh năm 1967 tuổi Đinh Mùi, tính cách họ cũng như dòng nước êm đềm hiền hòa, khéo léo dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác mà được mọi người vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ gọn gàng, song có phần ưa hoàn mỹ thái quá nên dù chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho Đinh Mùi phiền não, suy nghĩ không thôi. Người này cần tìm cho mình bạn đời có tính cách độc lập và quyết đoán để bù đắp cho những thiếu sót của mình. Có thể nói, người tuổi Đinh Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè, họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều, nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn hợp tác cùng người khác. Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định an nhàn. Ngoài ra, mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu hơn.
Về vận trình sự nghiệp, nếu trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển thêm về phương diện khác mà gặp phải khó khăn, thì chớ nên nản chí, cần phải kiên trì thì mới có được thành công. Nên hướng phát triển ra ngoài, nếu gặp khó khăn thì có thể xin sự trợ giúp của anh em bạn bè, nếu có thể tìm được người cùng chí hướng, thì vẫn có thể tính tới hợp tác làm ăn. Sự nghiệp hanh thông, mọi sự cát lành thuận lợi, tuy nhiên khối lượng công việc khá lớn, áp lực cũng nhiều, song đều may mắn được quý nhân tương trợ, đồng nghiệp giúp sức, nên cuối cùng cũng hoàn thành được công việc một cách ổn thỏa. Quan hệ với bạn bè đồng nghiệp của Đinh Mùi rất tốt, tuy bản tính có đôi chút cố chấp, nhưng trước bạn bè họ vẫn lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Về mặt sức khỏe, con giáp này nên chú ý giữ gìn khi mùa đông đến, tiết trời lạnh lẽo có thể khiến bạn dễ sinh nhiều bệnh tật. Trong cuộc sống hàng ngày cũng cần chú ý đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ sao cho hợp lý và khoa học. Vào các mùa khác trong năm thì sức khỏe không có gì đáng ngại. Vận đào hoa của người tuổi Đinh Mùi có sức quyến rũ rất lớn với người khác phái, dù là người độc thân cũng sẽ có không ít người theo đuổi. Chỉ là bản thân quyết định khi nào tiến tới mối quan hệ sâu sắc hơn mà thôi, nếu người này có ý định theo đuổi người khác thì tự khắc sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Người có đôi tình cảm hai bên nồng nàn thắm thiết, song phải chú ý bởi có thể xuất hiện nguy cơ người thứ ba xen vào giữa mối quan hệ hai người, song ngay cả khi ấy cũng không được dối, mà phải bình tâm tĩnh khí, thông cảm và thấu hiểu cho nhau, đứng ở góc độ đối phương để hiểu tình hình trước khi xét đoán, những phiền não và rắc rối sẽ mau chóng được giải quyết. Vận mệnh của người tuổi Mùi không được tốt lắm về đường tài lộc, song cũng chớ nên quá lo lắng, dù điều kiện kinh tế có không được bằng người, nhưng tất sẽ có quý nhân tương trợ, có một khoản tiền về tay. Ngoài ra, bản mệnh nên xem xét mua những đồ có giá trị hoặc đầu tư tiền bạc vào bất động sản, nguy cơ hao tài tốn của sẽ giảm bớt phần nào. Có một điều khá may mắn với con giáp này, đó là cứ mỗi cuối năm đều có một khoản tiền xông xênh đón Tết khi gặp phải khó khăn về tài chính. Bản mệnh cần nỗ lực để giải quyết vấn đề, vượt qua trở ngại thì mới có thể nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm, giúp cho sự nghiệp tăng đà tiến bước. Tiếp theo sau đây hãy cùng đi tìm hiểu tổng quan tử vi tháng 4 âm lịch của người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Tháng 4 âm lịch là tháng Kỷ Tỵ, bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 5 năm 2024 dương lịch đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Có thiên can là Kỷ Thổ, địa chi Tỵ Hỏa, đặc trưng là thiên khắc địa sinh, hỏa khí thịnh, mưu sự thành bại cốt ở định nhân. Hướng tốt, hướng chính bắc, đông bắc, ngày cát lành ngày mùng 8 tháng 5, mùng 9 tháng 5, ngày 17 tháng 5 và ngày 18 tháng 5 dương lịch. Hướng xấu, chính tây và chính đông, ngày hung, ngày 25 tháng 5, ngày 27 tháng 5, ngày mùng 9 tháng 5 và ngày mùng 3 tháng 6 dương lịch. Xem tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, tháng 4 âm lịch này là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với người tuổi Đinh Mùi. Bản mệnh luôn cố gắng nỗ lực, lại thêm sự giúp đỡ của quý nhân, nên việc nào cũng đạt được thành tích đáng mừng, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên phương diện sự nghiệp, do có tam hội và nguyệt lệnh quan đới nâng đỡ, cô bác xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa, việc khó nào cũng có người giúp sức. Hãy đặt ra những mục tiêu tham vọng cho mình và cố gắng hết sức, công lao của cô bác sẽ nhận được thành quả xứng đáng, bản mệnh sẽ khẳng định được vị thế trong tập thể. Trên phương diện tài lộc, Đinh Mùi có mạng lưới quan hệ khách hàng, đối tác rộng mở, nên làm việc gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực, vật lực, thì hãy tự tin vào bản thân và những quyết định của mình. Có thể cô bác sẽ phải làm việc hơi vất vả một chút, song tiền chảy ào ào về túi, sẽ khiến bản mệnh cảm thấy những gì mình bỏ ra không uổng phí. Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui do ngũ hành tương sinh tác động, bạn và nửa kia biết bao dung và tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Có khó khăn thì hai người cùng gánh vác, nhờ thế mà quan hệ đôi bên ngày càng bền chặt, không ai có thể chen chân vào. Xét phương diện sự nghiệp, căn cứ tử vi tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Đinh Mùi có cơ hội đón nhiều tin vui trên phương diện sự nghiệp trong thời điểm này. Cục diện tam hội và quan đới đem tới cho bản mệnh nhiều thời cơ mà nhiều người mong muốn cũng không có được. Với những người muốn thử sức ở lĩnh vực mới hay tham gia thi tuyển vào một vị trí mới trong tháng này, bản mệnh cũng tự tin phát huy vốn hiểu biết của mình, nên có thể gây ấn tượng tốt đẹp với giám khảo hoặc nhà tuyển dụng. Hãy tự tin thỏa thuận một mức lương hoặc một vị trí mong muốn, khả năng bản mệnh được đáp ứng là rất cao. Với người làm công ăn lương, Đinh Mùi hợp tác tốt với đồng nghiệp, nên công việc có thể hoàn thành nhanh chóng hơn so với dự kiến. Thậm chí, cô bác còn có thể là người chỉ đường dẫn lối, truyền cảm hứng cho bạn bè, đồng nghiệp mình. Những thành tích đạt được trong công việc có thể giúp bản mệnh lọt vào mắt xanh của quý nhân. Đối phương sẽ giới thiệu thêm cho cô bác nhiều cơ hội bồi dưỡng,
rèn luyện các kỹ năng, hãy khiêm tốn học hỏi, Đinh Mùi sẽ tiếp thu được những kiến thức hữu ích, có giá trị cho sự nghiệp sau này. Tuy nhiên, theo tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Đinh Mùi âm lịch chỉ ra rằng, hung tinh thiên cầu rình rập, thỉnh thoảng vẫn sẽ đem tới những rắc rối cho bản mệnh. Vì vậy, cô bác nên tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên khoe mẽ, ra vẻ ta đây khiến kẻ xấu nổi lòng tham, tìm cách cướp mất công lao hoặc hạ bệ danh tiếng của cô bác. Xét về phương diện tài lộc. Phương diện tài lộc cũng xuất hiện nhiều điểm sáng, dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, Đinh Mùi cũng vẫn có thể kiếm tiền về đầy túi, dùng rỉnh chi tiêu. Với người làm công ăn lương, những cống hiến cho tập thể giúp bản mệnh nhận được một khoản thưởng nóng hậu hĩnh, thậm chí cấp trên còn có thể chủ động tăng lương cho cô bác. Cô bác cũng có thể chủ động xin tăng lương, thăng chức nếu thấy công sức mình bỏ ra xứng đáng với điều đó, chắc hẳn cấp trên cũng muốn giữ chân một nhân viên xuất sắc như quý vị. Với người làm kinh tế, bạn niềm nở nhiệt tình nên thu hút được lượng lớn khách hàng. Bên cạnh đó, cô bác còn không ngừng thay đổi bản thân. Để bắt kịp với xu thế của thị trường, nhiều người từng mua hàng của bản mệnh đều muốn quay lại ủng hộ những lần sau. Quý nhân xuất hiện có thể đem tới cho cô bác những cơ hội mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh. Tất nhiên bản mệnh sẽ phải khá vất vả đấy. Nhưng cô bác làm đến đâu thấy hiệu quả đến đấy, nên lúc nào cũng tràn đầy động lực và quyết tâm. Hung tinh thiên cầu vẫn sẽ gây ra một vài rắc rối trên con đường tài lộc của Đinh Mùi khi có đồng tiền dư giả trong tay. Cô bác chớ cả tin nghe theo lời dụ dỗ mua hàng của người không quen biết, rất có thể cô bác sẽ mua phải những sản phẩm kém chất lượng, không được như lời quảng cáo. Xét phương diện tình duyên gia đạo. Theo tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Mùi âm lịch, tháng này có nhiều cát tinh quy tụ, phương diện tình cảm của người tuổi này cũng hanh thông, thuận lợi bất ngờ, bạn được tận hưởng niềm hạnh phúc của riêng mình. Với người độc thân, bạn biết mình muốn tìm một người như thế nào nên không phải tốn nhiều thời gian cho những đối tượng không phù hợp, cũng nhờ tính cách dịu dàng, chu đáo, mà bạn ghi điểm trong mắt nhiều người xung quanh, có những người chủ động đến làm quen với bạn, một số người có thể được người thân hoặc bạn bè giới thiệu cho đối tượng phù hợp. Việc gặp gỡ, tiếp xúc với người đó hay không hoàn toàn nằm ở quyết định của bạn. Song khuyên bạn hãy cởi mở và thử trò chuyện với đối phương xem sao, biết đâu hai người lại có nhiều điểm chung đấy. Với những người có đôi có cặp, cả hai bạn đều đã trưởng thành hơn trong mối quan hệ, đôi bên biết lắng nghe, bao dung và tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Cùng kề vai sát cánh trong mỗi khó khăn của cuộc sống, đôi khi hai người vẫn có thể xảy ra tranh cãi, nhưng đó cũng chỉ là gia vị cho tình yêu của hai người. Sau mỗi lần giận dỗi, hai người cảm thấy quý trọng nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn và trân trọng hạnh phúc mình đang có. Xét phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi nhìn chung cũng không có gì đáng lo trong tháng 4 này. Bản mệnh duy trì được thể trạng tốt, tinh thần tích cực, hăng hái nên làm công việc nào cũng hiệu quả, đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, đừng quá tập trung vào sự nghiệp đến mức quên cả chuyện nghỉ ngơi, bạn vẫn cần xây dựng cho mình lối sống khoa học, ăn ngủ đúng giờ, cân bằng dinh dưỡng, chịu khó tập thể dục thể thao, như vậy thì bạn sẽ giữ được đầu óc tỉnh táo, có sức làm mọi điều mình muốn. Và tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 4 âm lịch của người tuổi Đinh Mùi, mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi tuần 1, tháng 4 âm lịch 2024. Tuần này nhìn chung là một tuần khá thuận lợi đối với người tuổi Đinh Mùi, dù không phải điều gì cũng đến với cô bác một cách dễ dàng. Cấp trên có thể giao cho bản mệnh những nhiệm vụ khó khăn, song nếu cô bác tập trung hoàn thành thì đó có thể trở thành cơ hội để bản mệnh thăng tiến. Phương diện tài lộc cũng có những tiến triển khả quan, bản mệnh tìm ra hướng đi mới nên nhanh chóng vượt lên trên đối thủ. Dù hơi vất vả một chút, song bạn có thể nhận thấy rằng mọi sự cố gắng của mình đều được đền đáp xứng đáng, bạn sẽ thu được tiền về đầy túi. Thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có ít nhiều khởi sắc, tuy nhiên nếu muốn tìm được người phù hợp thì bạn nên chủ động hơn, tin rằng với tính cách thú vị của mình bạn có thể thu hút được rất nhiều đối tượng khác giới. Với những người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa hai người đã ổn định hơn trước đây, dù đôi khi vẫn khó tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng thông qua những mâu thuẫn ấy, đôi bên thêm hiểu và thông cảm hơn cho nhau. Quý nhân là tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tuất, tuổi Thân. Màu sắc may mắn là màu vàng, con số phát tài là số 96, số 88 và số 21. Tử vi tuần 2, tháng 4 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Đinh Mùi nhận được khá nhiều sự ưu ái của lãnh đạo trong khoảng thời gian đầu tuần. Tuy nhiên, đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo, làm mọi việc theo ý mình,
biến mình thành cái gai trong mắt người khác. Phương diện tài chính có đạt được thành tựu lớn nhất vào thời điểm giữa tuần và cuối tuần, bản mệnh cố gắng bao nhiêu thì sẽ thu về lợi nhuận bấy nhiêu. Người làm ăn kinh doanh có thể nhận được sự tin cậy của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Ngoài ra, sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy tuần này để kiếm về tiền bạc và danh tiếng thì cô bác sẽ phải di chuyển khá nhiều. Vì thế Đinh Mùi không nên ngại gian khổ nhất thời nếu muốn hướng đến một tương lai tươi sáng. Chuyện tình cảm nhìn chung bình ổn, nếu có thời gian rảnh, bạn và người ấy nên ở bên nhau nhiều hơn. Hai người không cần phải làm việc gì lớn lao, chỉ cần ở bên trò chuyện, làm những việc nhỏ nhặt cùng nhau cũng giúp tình cảm thêm phần gắn kết. Quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tiểu nhân nên tránh là tuổi Thìn và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu xanh. Con số phát tài là số 38, số 46 và số 52. Tử vi tuần 3 tháng 4 âm lịch. Có thể thấy rằng tuần này là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Đinh Mùi, bản mệnh luôn tập trung vào công việc của mình, nên có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và được cấp trên đánh giá cao, những lời đàm tiếu của người ngoài cũng không thể khiến cô bác nao núng. Túi tiền của bản mệnh cũng ở trạng thái khá rủng rỉnh, người làm công ăn lương có cơ hội nhận được khoản tiền thưởng nóng vì thành tích tốt trong công việc. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nắm bắt được cơ hội nên không mất quá nhiều công sức mà vẫn có thể kiếm tiền về dư giả. Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy bản mệnh vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, xung quanh không thiếu người săn đón. Bạn có thể cởi mở và thử trò chuyện với một vài người, biết đâu trong số đó có người phù hợp với bạn đấy. Với những người đã có đôi có cặp, càng ngày bạn càng cảm thấy yêu mến và quý trọng người ấy hơn. Đối phương chính là động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước, không ngại đối diện với thử thách khó khăn. Quý nhân phù trợ là tuổi Tỵ, tuổi Hợi. Tiểu nhân cần tránh là tuổi Sửu và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu xám, màu cam. Con số phát tài là số 18, số 63 và số 24. Tử vi tuần 4 tháng 4 âm lịch. Người tuổi Đinh Mùi được đón tuần mới với nhiều điều thuận lợi, song bản mệnh đừng nên vì thế mà chủ quan, chẳng thành công nào là dễ dàng, bạn cần biết nắm bắt những cơ hội, dù là nhỏ nhặt nhất, đồng thời liên tục cố gắng ngay cả khi mọi người đều muốn nghỉ ngơi. Làm được điều đó, Đinh Mùi sẽ lọt vào mắt xanh của quý nhân. Tình hình tài chính phát triển rực rỡ nhất vào thời điểm đầu tuần, điều đó cho thấy bản mệnh cần hết sức tập trung và chăm chỉ, như vậy mới dễ nắm được thời cơ sớm hơn đối thủ, đừng ngại là người mở lối đi riêng. Bởi bản mệnh hoàn toàn có năng lực để làm giàu theo cách của mình. Có điều Bạch Hổ mang lại điềm báo, bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay để đề phòng những sự cố đáng tiếc, đồng thời chớ làm việc quá sức. Trong tuần này, người độc thân có thể gặp được người tâm đầu ý hợp. Tất nhiên tiền đề là bạn phải cởi mở và chủ động trò chuyện với mọi người. Đối phương có thể là người thấu hiểu mọi suy nghĩ của bạn, đồng thời có thể tiếp chuyện bạn trong mọi vấn đề bạn quan tâm. Quý nhân phù trợ là tuổi Mão, tuổi Hợi. Tiểu nhân cần tránh là tuổi Tý và tuổi Sửu. Màu sắc may mắn là màu vàng, màu nâu. Con số phát tài là số 22, số 58 và số 17. Vâng, thưa quý cô bác tuổi Đinh Mùi, như người ta vẫn nói, chỉ khi biết yêu bản thân mình thì mới có thể yêu được người khác. Đừng quên giữ cho mình một ít tiền tiết kiệm để chừa lại đường lui khi về già. Bước sang tuổi 50, tâm lý của chúng ta sẽ thay đổi không tự chủ. Những cuộc thảo luận sôi nổi trước đây giữa bạn bè về thời trang, chuyện tầm phào và thị phi đã chuyển thành làm sao để sở hữu tuổi già vui sống, sức khỏe và tiết kiệm tiền. Cuộc đời như cuộc chạy marathon mà mỗi người phải hoàn thành một mình. Nửa chặng đầu tiêu tốn quá nhiều năng lượng của chúng ta, nếu không có nguồn lực để bổ sung cho nửa sau, thì nửa chặng sau sẽ rất khó khăn để về đích. Khi đến tuổi trung niên, con người phải tích lũy sức mạnh cho mình, nếu không sẽ phải đối mặt với tuổi già khốn khổ. Chúng ta phải đặt nền móng vững chắc khi còn có thể chạy, để những năm sau này con đường sẽ suôn sẻ. 1. Chưa tiết kiệm tiền dưỡng già cho bản thân, chất lượng cuộc sống của bạn trong những năm sau này phụ thuộc vào số tiền đã tiết kiệm được cho chính mình, chứ không phải là con cái hay bất kỳ điểm tựa nào khác. Bước sang tuổi 50, chúng ta cần nhận thức rõ khoản tiền hiện có là bao nhiêu, lên kế hoạch tốt cho quãng đời còn lại và dành dụm để sống thoải mái. Nếu không, chúng ta sẽ sống thụ động và bất an vô cùng trong những năm về già. Một số người có thể nghĩ rằng họ vẫn còn con cái để nương tựa. Tuy nhiên, cách suy nghĩ này tuyệt đối không nên. Hiện nay người trẻ phải chịu áp lực rất lớn trong cuộc sống. Nếu được con cháu nguyện ý chăm sóc, quả là phúc phần may mắn của bạn. Nhưng nếu chúng không đồng ý thì sao? Thì cũng đừng oán trách,
Bởi lẽ mỗi người một cuộc sống riêng, trói buộc lẫn nhau chỉ khiến đôi bên thêm mỏi mệt. Có một câu chuyện thế này được chia sẻ trên Du, nền tảng hỏi đáp và cung cấp kiến thức. Cụ ông đã làm việc cật lực cả đời và mua được nhà cho các con. Ông ấy tưởng rằng khi về già sẽ có thể dựa vào con cái. Tuy nhiên, khi các con ông đã trưởng thành và có gia đình riêng, thói quen sinh hoạt của ông và các con khác nhau, thời gian trôi qua nảy sinh mâu thuẫn, các con không còn muốn chung sống với ông, nhưng khổ ở chỗ. Ông không còn gì có thể tựa vào ngoài con cái, bản thân không hề có khoản dành dụm, thế là ông chỉ đành sống cúi đầu, lần lượt đến ở nhờ nhà mỗi người con. Do vậy, một sự thật mà ai cũng phải hiểu rằng, không có tiền thì không có sự đảm bảo cho cuộc sống, tiền sẽ mang lại cho bạn cảm giác an toàn và yên tâm. Nhà văn nổi tiếng người Iceland Oscar Wilde đã nói một câu rất hay, khi còn trẻ, tôi từng nghĩ tiền là thứ quan trọng nhất trên đời, nhưng giờ lớn hơn tôi mới nhận ra rằng nó đúng như vậy. Như người ta vẫn nói, chỉ khi biết yêu bản thân mình thì mới có thể yêu được người khác, đừng quên giữ cho mình một ít tiền tiết kiệm để chừa lại đường lui khi về già. 2. Không đầu tư vào phát triển bản thân, tự trưởng thành là điều rất quan trọng trong xã hội hiện đại đang phát triển nhanh chóng. Nếu không dành thời gian để học hỏi và khám phá những điều mới, chúng ta có thể thấy mình bị tụt lại phía sau, nỗi cô đơn bị xã hội bỏ rơi sẽ khiến bạn trở thành người bị gạt ra ngoài lề cuộc sống. Cố gắng học các kỹ năng mới, đọc sách, cải thiện vốn ngoại ngữ, máy tính, dù là để nâng cao kỹ năng chuyên môn hay học hỏi những sở thích mới, chúng ta đều phải duy trì niềm đam mê cuộc sống và khát khao trí thức. Chỉ bằng cách không ngừng hoàn thiện bản thân, bạn mới có thể đối mặt tốt hơn với nửa sau của cuộc đời và kết thúc cuộc đua một cách suôn sẻ. 3. Không rèn luyện thói quen sống lành mạnh. Sức khỏe là nền tảng của một cuộc sống hạnh phúc. Dù bạn bao nhiêu tuổi thì sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất. Chúng ta cần chú ý đến sức khỏe thể chất của mình, kiên trì tập thể dục, duy trì chế độ ăn uống cân bằng, đảm bảo ngủ đủ giấc và khám sức khỏe thường xuyên. Nếu chưa học được cách quản lý sức khỏe ở tuổi 50, bạn có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe hơn trong những năm sau này, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. 4. Thất bại trong việc tìm thấy sự bình an nội tâm, chúng ta phải học cách bỏ qua những tham vọng bên ngoài và nghĩ thoáng hơn, đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống. Dù là niềm vui hay khó khăn, bạn cần duy trì sự bình yên trong nội tâm, theo đó, đừng vui quá, cũng đừng buồn quá, đây là chân lý để sống dung dị và hạnh phúc, cũng có lợi cho sức khỏe. Ai làm được điều này mới đủ chiêm nghiệm thật sự. Duy trì sự bình an nội tâm không có nghĩa là trì trệ hoặc tiếp cận cuộc sống một cách tiêu cực. Nó giống một trạng thái tâm hồn thanh thản hơn, một thái độ biết rằng cuộc sống không hề dễ dàng nhưng vẫn yêu đời. Hãy học cách trân trọng từng chi tiết của cuộc sống, chấp nhận mọi cảm xúc mà bạn có và biết cách bao dung người khác để có thể đối xử tốt với chính mình. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 4 âm lịch. Năm Giáp Thìn 2024 cho người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.